giải Tacticians Cup, nơi quy tụ rất nhiều cầu thủ nổi tiếng cùng những kỹ năng rất cao cùng tranh tài, đang diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Hòa chung không khí đấy, hãy cùng mình dõi theo xem các cầu thủ đã chuẩn bị gì cho một giải đấu quan trọng thế này nhé. Cùng đến với Ja Latte, một top thách đấu người Đài, khởi động trước giải bằng một bộ bài đi lên từ thần tài, nổ hũ to, sau đấy endgame bằng 10 định mệnh và hủy diệt lobby. Trận đấu diễn ra ở cổng huấn luyện người đá, đem về cho các cầu thủ người đá mang trên mình ba ấn ngẫu nhiên. Ba ấn của Ja Latte là định mệnh, quý nhân cùng thần thoại. Các mảnh đồ từ quái là giáp, váy, gậy. Nâng cấp đầu bậc vàng, không có gì quá ngon, anh luôn tất và quyết định đánh cược một lần nữa với hình nộm lãng du. Ở bậc vàng, nâng cấp sẽ cho một hình nhân chứa hai ấn ngẫu nhiên. Và không thể ngon hơn được nữa, anh có ấn thần tài cùng định mệnh. 2/3 ấn cần thiết rồi anh em ạ, liệu có siêu phẩm nào không đây? Anh ở cấp 3 chỉ để hai đấu sĩ cùng Soraka trên sân. Đội hình nâu đam, anh nhận trận thua đầu tay trước một nhà anh hùng truyền thuyết. Đây rồi anh em ơi, Teemo xuất hiện, bán hết, chỉ để lại thần tài trên sân. Thêm một nhà anh hùng truyền thuyết nữa, và đó đương nhiên là một trận thua. Chỉ hai chết trên sân thì việc đép được dù chỉ một con vẫn là quá khó. Anh thua nguyên nhà, có chuỗi 3 trước chợ. Đi chợ nhặt Darius cầm nước mắt. Tiếp tục là cái thế kỹ càng, với chỉ Kobuko cùng Teemo trên sân ở hai round tiếp. Anh có chuỗi 5 cùng 10 số may mắn và 71 máu còn lại. Đập đá khá bèo, chỉ được thêm găng và gậy, bù lại có rất nhiều tướng rơi ra. Cho Yasuo 2 sao cùng 2 Kinvet và Dep. Dù vậy vẫn là quá khó khăn trước một nhà song đấu đang cháy. Trận thua trọn vẹn 6 chết dành cho Ja Latte. Nâng cấp 2 tiếp tục vàng, anh bổ sung một lõi đánh nhau với độc dược sĩ, giúp các tướng có thêm hút máu toàn phần cùng phần trăm sát thương chuẩn từ lượng hút máu ấy. 15 số có nổ thì cũng chả bách được, anh chọn nâng tầm và lần này số 5 được quay ra. Chơi game một mạng vậy, không phải 6 là tốt rồi anh em ạ. Cập nhà Garen này chưa lên được 3 sao thì ngon luôn, vẫn còn ở cấp 5. Anh còn đép được cả Illaoi thì không thể tuyệt hơn rồi. 3.3 kỳ ngộ Janna, cho cửa thủ kho báu vật có thể đổi lại 10 lần. Anh lấy thêm đồ tranh là lời thề hộ vệ cùng một giọt nước nữa. Tầm này mà còn thua nguyên nhà nữa thì đến một mạng cũng chả có mà chơi. Anh tối ưu nỏ xét cho Kobuko cùng búa xanh và grip phép cho Kinvet. Ari cũng được cho vào kích 5 định mệnh. Gặp luôn một nhà đang đánh chuỗi thua với heo đất thiêng liêng, Kinvet tỏ ra mạnh quá mức cần thiết. Vũ điệu xạ tiễn cứ thế hạ từng mục tiêu. May là với 4 thuật sĩ thì Alun địch vẫn lo được. Trận thua chỉ 2 chết dành cho anh. Đi chợ nhặt thêm mảnh giáp trên người Soraka. Lobby đã khá mạnh, anh lên 7, roll nhẹ, có được Kobuko cùng Kinvet 2. Zoe cũng được cho vào kích 5 thần tài để hồi 2 máu mỗi round. Hai nhà Garen chơi chung thì kiểu gì cũng có một nhà đỡ đi, nhưng đấy là câu chuyện về sau. Còn giờ thì Garen với nâng cấp anh hùng vẫn tỏ ra khá mạnh. Ja Latte nhận trận thua thứ 9 liên tiếp. 3.6 kỳ ngộ Kinvet, anh lấy kiếm súng tồn tại trong 3 round. Có chuỗi thua 10 khi đối đầu một nhà xạ thủ cảnh vệ đã có Afe cùng Illaoi mỗi con 3 đồ. Săn sói được thêm rất nhiều đồ thủ là 2 nịt, 1 váy. Chỉ một round nữa thôi, anh bỏ bớt định mệnh để chắc chắn có thể bảo toàn may mắn. Xui sao, gặp một nhà vừa cạn tiền, trận thua không trượt phát nào khiến anh chỉ còn 17 máu. Nhịp độ trận đấu cũng được đẩy nhanh khi nâng cấp kim cương xuất hiện. Không mất quá nhiều thời gian để anh chốt luôn vương miện định mệnh, đem về một ấn cuối cùng. Tất cả mọi thành phần đều đã có đủ, giờ xem anh xảo nở thế nào thôi. Chiếc hũ 70 số đã tới lúc bùng xõa và đó là 3 thông đạo cùng 5 tướng 5 vàng. Quá đẹp rồi đúng không anh em? Não có vẻ lốt không kịp. Đối đầu nhà Garen anh hùng truyền thuyết, dù đã 3 sao, 3 đồ đẹp cùng quyền năng ánh sáng, nhưng sản tận 13 chest thì bổ kiểu gì cho hết đây. Đến lúc vừa qua được dàn tranh thì cũng không còn quá khỏe mạnh. Combat và overcharm nên sát thương từ những lưỡi dao của Ire là không thể đo đếm. Chiến thắng trở lại với anh. Tiếp tục roll mạnh nhưng chỉ thêm được mỗi một Sinva, đổi đồ sang cho cô. Buồn ngủ gặp chiếu manh, gặp luôn một nhà thuật sĩ với toàn một sao đang eco lên 9. Sinva dễ dàng hủy diệt dàn tranh. Ire dù không đồ nhưng với thường định mệnh từ Sinva thì cũng đủ làm mềm hàng sau. Phần việc còn lại dành cho nữ chúa bóng tối không thể đơn giản hơn. Bùng nổ sức mạnh cứ thế tung ra,
mang về chiến thắng cho Jalate. 4.5. Ngộ Không ghé thăm, thêm một đồ ánh sáng vào các tướng ở chợ. Game ép trời là có thật, nhặt được luôn set mà. Hai giáp lửa, còn bùa đỏ ánh sáng thì có vẻ hơi thừa. Cơ mà không sao, 10 định mệnh thì chúng sinh bình đẳng hết anh em ạ. Thay set, Thresh cùng Kindred vào, 10 định mệnh tôi chơi, gần như là endgame chơi anh em nhỏ. Ở mức 10 thì anh em cứ hiểu đơn giản thế này. Bình thường, lúc anh em nối hai tướng thì chỉ được thưởng định mệnh giữa hai tướng đó thôi đúng không? Còn giờ, mỗi con định mệnh sẽ được 300% thưởng định mệnh của tất cả các định mệnh trên sân. Ba đồ tranh, anh cho Thresh cầm. Nhà Zoe này thì chuối free, nhìn mắt thường tôi cũng thấy rõ, đội hình hai bên quá chênh lệch. Illaoi gục ngã trong nháy mắt, Zoe có mỗi găng bảo thạch là đồ đam, gần như bất lực trước lớp lá chắn dày cùng lượng kháng phép to lớn từ Yasuo cùng Thresh. Anh tiếp tục bay cao với chuỗi thắng. Qian, một cầu thủ Việt, là nạn nhân tiếp theo. Combat đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu, khi Kayn gần như bất động tại chỗ, hạ Thresh còn khó, chứ đừng nói đến việc có thể luồn ra sau. Morgana một sao thì mình bỏ qua. Illaoi là nạn nhân cuối cùng, anh có chiến thắng nguyên sàn, đồng thời tiện luôn Qian ra đi. Ôi trời, xong đấu tầm này có Lee Sin 1 thì nhóc, áo choàng bóng tối hay móng vuốt ánh sáng cũng không thể giúp thầy tu mù kéo dài sự sống. Yre cầm mỗi quỷ thư cũng chỉ biết múa trong vô vọng. Hạ ba con bọ là tất cả những gì đối thủ có thể làm, còn Jalate thì vẫn tiếp tục hành trình leo tháp. 6 thuật sĩ với Lilia 2, Huy 2 cùng sàn chống chịu cũng đã đủ đầy. Về lý thuyết thì đã là một bài có thể cạnh tranh top cao được rồi. Nhưng tiếc gặp phải con quỷ 666. Chưa cần tới Sinva, chỉ mình Yre đã có thể lo hết hàng sau. Chỉ sau vài giây combat mà địch có mỗi on. Và tất nhiên, bác thợ rèn cũng chỉ như bao cắt cho bè lũ định mệnh thoải mái đập đánh. Thêm một đối thủ nữa bị anh tiện đi. 5.5, tiếp tục đối đầu nhà Garen. 6 cảnh vệ giờ cũng chỉ mỏng như tờ giấy, chạm cái là bay. Lượng sát thương mà AF cầm đồ ánh sáng gây ra không khác gì muối bỏ bể. Từng tướng định mệnh là từng bức tường cao lớn mà AF gần như không thể vượt qua. Nạn nhân thứ 3 ra đi. Những nỗ lực cuối cùng cũng như tinh thần bất khuất kiên cường không chịu bỏ cuộc khiến nhà bên đã có Ashe 3 sao. Dù vậy, cái giá phải trả không hề nhỏ khi ngoài xạ tiễn, tất cả mọi thứ đều bị đem đi cầm cố. Một cái nghén không thể làm nên mùa xuân, một mình Ashe được dát vàng không thể làm nên điều kỳ diệu. Mà có đủ form thì chắc cũng thua thôi anh em ạ. Nhìn bắn có tí đam nào đâu. Xếp rồi đảo bài là liên tục, rất đúng tinh thần của một cầu thủ đang chuẩn bị cho giải đấu quan trọng. Dù vậy, những nỗ lực ấy không thấm vào đâu khi đem lên bán cân sức mạnh hai đội hình hiện tại. Sinva hạ gấu, Tristana cũng chỉ dậm nhảy tên lửa được một lần, dù cũng phải ra đi trước kiếm vũ của Yre. Lee Sin dù vẫn sống sót qua những đợt cuồng phong, cũng đã quá tơi tả để có thể tiếp tục. Thầy tu mù gục ngã, top 1 mãn nhãn đương nhiên dành cho Jalate. Không thể phủ nhận, game đấu có phần chó đỏ của Jalate. Dù vậy, sau khi có sẵn hai ấn, thay vì đi lên bằng định mệnh đã quá quen thuộc, thì anh lại quyết định chọn một nước đi rủi ro hơn nhiều. Và đúng với cái tên tổ hệ đỏ đen, vượt qua được cái đen thì cái đỏ sẽ tới. Một chiếc hũ đủ to, đủ đẹp là đủ để anh có thể đép và có cho mình 10 định mệnh. End game ngay sau đấy. Chúc anh em thật may mắn và thành công với giáo án này nhé. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video thú vị từ Cà Phê Nhân Phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.